Xin chào mừng anh Thanh ở Bình Thuận và xin chào các bạn. Hôm nay thì anh có đặt hàng bên mình là một mạch giải mã Bluetooth đọc MP3 SM. Giá sản phẩm hiện tại bên em bán là 130.000 đồng. Tiếp theo đó là một mạch khuếch đại công suất 2.1 281 sử dụng con chip công suất chip âm thanh là TDA 7850. Sử dụng ra hai kênh bình thường là hai kênh loa là mỗi kênh là 80W. Và kênh loa siêu trầm hay gọi là loa sub sẽ là 120W. Thì giá sản phẩm sẽ là 450.000 đồng. Thì khi anh nhận hàng bao gồm tiền ship, anh sẽ thanh toán cho hai sản phẩm này sẽ là 610.000 đồng. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 759. Hoặc các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới cũng được nhé. Ok. Thế trên mạch này thì anh có đặt hàng với mình và có nhắc bên mình tư vấn là sẽ đấu nối để kết hợp mạch giải mã Bluetooth cùng với mạch khuếch đại công suất này. Thì ok, thì bây giờ em đã đấu xong cho anh rồi. Thì cái mạch này chúng ta sẽ gồm là mạch đầu tiên, mạch khuếch đại công suất này nó sẽ sử dụng điện áp là từ 12 cho đến 18V DC anh nhé. Còn mạch này sẽ là từ 7 cho đến 12V DC. Thì đây em sẽ sử dụng để kết hợp với mạch này là em sẽ test. Em dùng cả hai mạch đều cấp điện áp là 12V DC nhé, dùng chung. Còn cái rắc tín hiệu âm thanh đi vào, tín hiệu âm thanh đi ra này của mạch Bluetooth này nó sẽ gồm có là 3 chân, gồm 3 chân tín hiệu âm thanh đi ra. Và một chân đỏ này sẽ là chân anten để dùng cho SM, đài SM. Còn cái mạch khuếch đại công suất này nó sẽ có một cái rắc 3 chân, hai đầu 3 chân như thế này. Đấy, để cho tín hiệu âm thanh, cấp tín hiệu âm thanh đi vào. Thì ở đây em đã đấu nối cái rắc khuếch đại và cái rắc bài mã Bluetooth thành một dây. Đấy. Thì để đầu ra của Bluetooth, tín hiệu âm thanh đi ra của Bluetooth cấp vào tín hiệu đầu vào của mạch khuếch đại này để có mạch cả hai mạch có thể hoạt động chung với nhau, thì kết hợp hai mạch với nhau nhé. Rồi ok, bây giờ em sẽ bắt đầu cấp nguồn vào, cấp dây rắc để test sản phẩm anh nhé. Thì đầu tiên này em sẽ lấy cái rắc của đài SM của cục giải mã Bluetooth lắp vào rắc này. Đấy, còn cái đầu ba chân đen này em sẽ cấp vào cái rắc tín hiệu âm thanh đi vào ba chân của mạch khuếch đại công suất. Đấy, rồi sau thì chúng ta cấp vào thì nó sẽ được như thế này. Bây giờ em sẽ sử dụng nguồn ở đây nó có ký hiệu là ở phía dưới mạch này, ở phía dưới mạch giải mã Bluetooth nó sẽ có ký hiệu là VCC tức là dương anh nhé, còn GND tức là âm. Thì bây giờ em sẽ cấp đúng chiều âm dương vào mạch và kết hợp hai mạch với nhau, sử dụng đèn áp 12V DC để test mạch anh nhé. Ok, thì sau khi em cấp điện áp vào rồi, bây giờ em sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm anh nhé. Đấy, thì sau khi chúng ta cấp nguồn vào rồi, thì mạch nó cũng đã hoạt động. Đây, em sẽ đấu lại cho anh. Cấp nguồn để cho cái mạch Bluetooth này nó hoạt động. Đấy, thì sau khi nó mạch hoạt động thì ở đây sẽ có bóng đèn màu xanh lá cây này, nó sẽ báo hiệu cho mạch khuếch đại hoạt động và Bluetooth trên mạch này nó sẽ báo hiệu không cho chúng ta. Thì em sẽ bắt Bluetooth nha. Bluetooth thì cái mạch giải mã Bluetooth này nó sẽ có ký hiệu là speaker nhá. Đây, em sẽ ấn vào để kết nối. Ok, đã kết nối. Bây giờ em sẽ sử dụng một bản nhạc của NCS Electrolyte để test hàng cho anh nhé. Và em sẽ cấp tín hiệu âm thanh đi vào. Tín hiệu âm thanh đi vào này em sẽ sử dụng ngày hôm nay mở là một bát siêu trầm bát 30 và hai loa bát full BBB bát 25. Đây, em sẽ cấp vào.
Đây là có ký hiệu là LR và súp cộng súp trừ nhé. Có nghĩa là loa siêu trần đấy. Chúng ta sẽ cấp đúng chiều âm dư vào, đúng đầu của loa vào từng mạch một. Thì mạch này thì hai loa trái phải thì nó sẽ có công suất mỗi loa là 80W và loa siêu trầm nó sẽ có công suất là 120W anh nhé. Đấy, đầu tiên là hai loa phút. Tiếp theo sẽ đến là loa siêu trầm của mình. Rồi. Bây giờ em sẽ sử dụng bản nhạc DCS để test hàng. Đây, em sẽ tính bằng con chít áp của mạch khuếch đại này. Như vậy là mạch của chúng ta hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. À đây, cái mạch khuếch đại công suất này thì nó là có cái video test hàng hàng loạt rồi. Thì nó còn sẽ có ký hiệu ở mạch ở trên đây là ký hiệu số 10 anh nhé. Đây.
Còn mạch Bluetooth, giải mã Bluetooth này thì nó sẽ có ký hiệu là Y08 anh nhé. Ok, và cuối cùng thì rất cảm ơn anh Thanh ở Bình Thuận đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.